Mừng các bạn đã đến với kênh của mình Ẩm thực miền quê. Hôm nay xin chia sẻ với các bạn 10 công thức nước uống sả đen hàng ngày tốt cho sức khỏe. Các bạn biết rằng sả đen hay là gọi là cây ung thư nhé. Và mình mời các bạn cùng ra vườn để ngắt phần lá sả đen để phơi khô. Đây là thành phẩm mình phơi khô đấy ạ. Nước sau khi mình đun xong nhé, để là có nước để mình uống hàng ngày rồi ạ. Đây là sả đen nhé, nó sắp sửa ra hoa đấy ạ, đang có lộ rồi. Sả đen này thì mình có thể dùng để làm 10 bài thuốc chữa bệnh rất là tốt từ sả đen các bạn ạ. Đấy ạ, bây giờ mình sẽ cắt sả đen này nhé, để mình phơi, mình làm trà sả đen kết hợp với một số loại thuốc cây để chúng ta có thể giúp chữa bệnh rất là hiệu quả ạ. Nó đang ra hoa rất là nhiều. Đây ạ, có những cây nó đã ra cành, nó đã ra quả rồi đây các bạn nhé. Ra quả như thế này mà khi mà nó già lên rụng xuống nó sẽ thành cây đấy ạ. Thì chúng ta có thể dùng cây để chúng ta trồng nhé. Sả đen thì được trồng rất nhiều ở các vùng núi phía Bắc, nhất là về phần Hòa Bình. Thì nó được trồng nhiều và để sử dụng để chữa bệnh rất là tốt đối với sức khỏe của con người chúng ta và được chữa được rất là nhiều bệnh tật ạ. Và bây giờ mình sẽ cắt ạ. Với sả đen các bạn cứ cắt xong thì nó lại lên nhé, không cần phải cái gốc của nó ấy, thì nó sẽ phát triển tiếp, cho nên là đừng để nó dài quá, cao quá ấy. Rằng sả đen là một trong những cây thuốc được biết đến rất là nhiều, có tác dụng như phòng chống ung thư. Bên cạnh đó, sả đen còn có nhiều tác dụng khác cho sức khỏe và mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa từ 70 đến 90 gram sả đen nhé, để đạt được hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe. Nếu mà các bạn cho trẻ nhỏ hay là người già, người yếu hay là người, thì chúng ta có thể sử dụng thêm, tức là nên tham khảo qua ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nó nhé. Một số bài thuốc chữa bệnh về sả đen hàng ngày chúng ta có thể giúp tăng cường sức khỏe dẻo dai và phòng chống một số bệnh tật. Chống lão hóa và làm đẹp da, phòng ngừa ung bướu nhé. Bài thuốc thứ nhất, uống nước sả đen giúp cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng và tăng cường hoạt động cho chân tay nhé. Các bạn dùng 15 g sả đen và 10 g cỏ mần trầu đun với 2 lít nước khoảng 10 phút thì các bạn sẽ lấy ra và uống, mình uống trong ngày nhé. Và bài thuốc thứ hai là uống nước sả đen trị đau đầu, mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ ở người tăng huyết áp các bạn nhé. Các bạn có thể dùng 10 g sả đen và 15 g cây xuyến chi nhé, với 2 lít nước và cũng đun 10 phút, sau đó chúng ta cũng uống trong ngày ạ. Và bài thuốc thứ ba là sả đen hỗ trợ tiêu hóa và giúp ăn ngon, dùng cho phụ nữ sau khi sinh nhé. 15 g sả đen và 15 g đỏ ngọn ạ. Các bạn sẽ đun cho mình với 2 lít nước, 10 phút sau đó thì chúng ta cũng lấy ra để mình uống trong ngày. Bài thuốc thứ tư là uống nước sả đen để hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch thì các bạn dùng 20 g sả đen và 10 g nấm linh chi nhé, với 2 lít nước cũng đun 10 phút rồi các bạn cũng dùng trong ngày thôi nhé. Bài thuốc thứ năm mà mình muốn nói ở đây, các bạn có thể dùng nước lá sả đen để tăng cường trí nhớ tốt cho não nhé. Chúng ta có thể hay là đối với những người bị thiếu máu ấy cũng rất là tốt. Các bạn dùng cho mình 20 g sả đen và 10 g cây mật gấu, dùng trong cũng dùng 2 lít nước và mình cũng đun 10 phút, và nước lá này chúng ta cũng uống trong ngày thì chúng ta lại thay nước khác nhé. Bài thuốc thứ sáu là bài thuốc dùng nước sả đen điều trị bệnh kinh nguyệt không đều. Các bạn dùng cho mình 20 g sả đen, 10 g
Vậy mà mình muốn chia sẻ ở đây là uống nước xạ đen để trị về cái bệnh điều trị táo bón. Các bạn dùng cho mình 15g xạ đen này với 10g cỏ hoa màu gà nhé, với 2 lít nước, và mình cũng đun 10 phút cũng uống trong ngày ạ. Bài thuốc thứ 8 là bài thuốc nước xạ đen chữa bệnh suy nhược cơ thể, thiếu máu. Thì dùng 15g xạ đen và 10g sâm đặt hành nhé, và 2 lít nước uống trong ngày ạ. Bài thuốc thứ 9, uống nước xạ đen chữa mất ngủ, kém ăn. Thì chúng ta có thể dùng hỗ trợ về các bệnh mãn tính như 15g xạ đen và 10g sâm bổ chín nhé, với 2 lít nước, và mình cũng uống trong ngày nhé, thì chúng ta sẽ có được hiệu quả tốt ạ. Bài thuốc thứ 10 là uống nước xạ đen chữa suy nhược thần kinh, rối loạn tiền đình. Các bạn dùng 15g xạ đen, 20g xuyến chi và 10g cúc hoa nhé. Đun hơi 2 lít nước và các bạn cũng đun 10 phút. Mình cũng chắt ra mình uống trong ngày hết thì chúng ta lại đun ấm khác nhé. Như vậy là với 10 bài thuốc mà chủ yếu là được từ xạ đen nhé, thì chúng ta có thể dùng xạ đen tươi hoặc xạ đen khô nhé. Với cái nguyên liệu này là mình đang nói là chúng ta dùng xạ đen khô đấy các bạn ạ. Mình sẽ đem đi để mình rửa và mình phơi khô cái phần xạ đen này để chúng ta có hợp với những vị kia nữa để chữa cho từng bệnh khác nhau. Hoặc các bạn có thể uống nguyên chất xạ đen cũng được nhé, rất là tốt đối với sức khỏe ạ. Thời tiết đang nắng này mình đem đi mình phơi khô các bạn nhé. Khi mình phơi lá xạ đen nó đã khô như này các bạn, rất là giòn như thế này rồi nhé. Các bạn sẽ phơi giòn khô như thế này, mình sẽ cất vào những cái túi bóng kín để chúng ta có thể bảo quản nó để mình dùng dần nhé. Và mình sẽ đun nước lá xạ đen khô này, chỉ cần một nắm lá xạ đen này mình sẽ rửa lại đi nhé. Mình rửa sạch cái phần lá xạ đen đi ạ. Các bạn chuẩn bị cái xong, mình cho lá xạ đen vào và các bạn đun cho mình với 2 lít nước nhé. Có thể kết hợp với các loại dược liệu khác mà mình đã kể ở trên, còn không có thì các bạn có thể dùng nước lá xạ đen này không thôi cũng được nhé. Đun sôi lên. Các bạn đun sôi cho mình 10 phút ạ. Đây các bạn, khi mình đun đã sôi rồi nhé, các bạn sẽ đun sôi cho mình 10 phút. Sau đó mình sẽ tắt bếp vào ủ khoảng độ 10 đến 20 phút. Mình sẽ lấy ra để mình uống nhé. Để đã nguội bớt rồi các bạn nhé. Màu rất là đẹp như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô và một cái dây vợt để mình bỏ, lọc bỏ cái phần lá ra nhé. Các bạn có thể cho vào ấm để mình dùng ạ. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 10 công thức nước uống xạ đen hàng ngày tốt cho sức khỏe. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.